Gia đình chị Hoàng Thị Ngơi được gắn biển nhà sạch vườn đẹp mấy năm nay. Thời gian rảnh rỗi, chị Ngơi dành để dọn dẹp nhà cửa, trồng hoa cây cảnh, để mỗi ngày nhà càng sạch, vườn càng đẹp hơn. Bọn tôi ở đây trong thôn rất là bận rộn, nhưng mà mỗi một ngày cũng bỏ một ít thời gian ra để thứ nhất là quét nhà cửa cho nó sạch sẽ, và thứ hai đây mình cũng là ở khu đình làng với lại nhà thì gần sát đường nữa. Tại Giả Hạ, vệ sinh môi trường đã trở thành phong trào thi đua giữa các gia đình. Đường làng được vệ sinh sạch sẽ, không còn gia súc thả rông. Mỗi hộ cùng trồng thêm cây xanh, khóm hoa, giúp thôn bản ngày càng mang dáng dấp của thôn nông thôn mới. Trước đây được công nhận rồi, nhưng mà hiện nay thì nâng cao thì một số tiêu chí coi như cũng còn là hơi thấp. Tức là so với cái tiêu chí nông thôn kiểu mẫu, thì chúng tôi cũng, đặc biệt là chúng tôi cũng rất là quan tâm đến vấn đề là vệ sinh môi trường. Thân đảng viên thì chúng tôi luôn luôn phải làm trước, sau đó thì chúng tôi vận động con nhân dân. Tiêu chí môi trường được coi là tiêu chí khó thực hiện. Các xã đều tập trung các giải pháp để tháo gỡ khó khăn. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, huy động sức dân. Từ năm 2021 đến nay, nhân dân toàn tỉnh đã tổ chức dọn vệ sinh trên 500 km đường làng ngõ xóm, xây dựng và duy trì trên 670 mô hình nhà sạch vườn đẹp, duy trì và trồng rậm 253 tuyến phố điện đường hoa nông thôn. Phát động vào thứ bảy hàng tuần là tổ chức thứ bảy xanh. Thì qua quá trình chúng tôi cũng tổ chức phát động thì được gần một năm nay, thì bà con nhân dân cũng tích cực tham gia hưởng ứng. Bà con nhân dân cũng đã biết sắp xếp lại các cái vị trí chăn nuôi, chủ động là xây cái ga thu nước thải và qua xử lý thì mới cho ra môi trường. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Lào Cai phấn đấu đến năm 2025 có 91% số xã đạt chuẩn tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm. Có một nửa các xã nông thôn mới đạt tiêu chí chất lượng môi trường sống theo chuẩn nông thôn mới nâng cao. Mục tiêu này không dễ dàng, nhưng với sự đồng thuận, chung tay của người dân, của cộng đồng, những không gian xanh, môi trường trong lành sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở vùng nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực này.